Nhân xin thân ái chào gặp lại quý vị khán thính giả của hệ thống truyền thông Kali Today. Và thưa quý vị, chương trình chào buổi tối, tối đầu tiên của tháng 10 xin được bắt đầu. Và thưa quý vị, bản tin ngày hôm nay thì có lẽ Hương Nhân bắt đầu bằng bản tin vui. Đó là vào ngày hôm nay trong tại cái phòng họp báo của Tòa Bạch Ốc, trong lúc mà các ký giả đang chuẩn bị thì bất ngờ có một con chuột nhắt từ trên trần rơi xuống, và rơi xuống trúng vào đùi, vào chân của một ký giả của NBC News. Và cái hình ảnh này thưa quý vị đã được các ký giả đăng trên mạng Twitter của mình. Và chú chuột nhắt này sau đó thì đã bỏ chạy loanh quanh ở trong cái phòng họp báo, và mọi người tìm cách đập nhưng mà không có được. Hiện nay không rõ là chú chuột nhắt này đi đâu rồi. Và thưa quý vị, bản tin này nó làm dịu đi cái không khí căng thẳng, chính trị căng thẳng tại Tòa Bạch Ốc hiện nay. Tòa Bạch Ốc hiện nay thì họ đang tăng cường, thưa quý vị, đang tăng cường nâng cấp gọi là cái hệ thống của mình để ngăn chặn những cái vụ rò rỉ thông tin ra bên ngoài. Bên cạnh đó thì giữa Hạ viện và Ngoại trưởng Mike Pompeo hiện nay đang có một cái cuộc chiến căng thẳng. Ông Mike Pompeo vào hôm thứ Sáu thì ba ủy ban của Hạ viện đã tống chát đòi tài liệu, tất cả những tài liệu nào mà liên quan đến những cái trao đổi giữa Bộ Ngoại giao cũng như những cái trao đổi giữa Bộ Ngoại giao nhằm sắp xếp cho luật sư tư của Tổng thống Donald Trump là ông Rudy Giuliani gặp gỡ các viên chức của Ukraine. Và hạn chót là vào ngày 4 tháng 10, tức là vào cuối tuần này. Và bên cạnh đó thì trong cái chat đòi vào ngày hôm thứ Sáu tuần trước thì ba ủy ban của Hạ viện cũng yêu cầu ông Mike Pompeo lên một kế hoạch để cho năm nhân viên của Bộ Ngoại giao được ra điều trần, ra khai trước các ủy ban của Hạ viện. Vào ngày hôm nay thì ông Mike Pompeo đã phản pháo, ông gửi thư qua cho ba ủy ban của Hạ viện, đó là gửi thư cho ông chủ tịch ủy ban tình báo Hạ viện là ông Adam Strip, gửi thư qua cho Ủy ban Giám sát Hạ viện là ông Cummings, và gửi thư sang cho Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại. Và trong thư, ông Mike Pompeo cho biết là các nhân viên của Bộ Ngoại giao sẽ không có ra điều trần, và ông Mike Pompeo đã tố cáo là Hạ viện Dân Chủ đang tìm cách dọa nạt, bắt nạt các nhân viên của Bộ Ngoại giao. Thưa quý vị, nhưng mà ông Mike Pompeo lại không đá động gì đến cái chuyện trước đây, sau khi những cái thông tin về cuộc điện đàm giữa ông Donald Trump với Tổng thống Ukraine, và ông Donald Trump đã gây sức ép cho người đồng nhiệm Ukraine mở một cái cuộc điều tra vào ông Joe Biden, cựu phó tổng thống và là đối thủ chính trị của ông Donald Trump, cũng như là Hunter Biden, con trai của ông Joe Biden. Mike Pence ngay sau đó đã có một cái cuộc phỏng vấn, và trong cuộc phỏng vấn này thì khi được hỏi về cái cuộc điện đàm này thì Mike Pompeo đã trả lời một cách ngon lành là ông ta không có hề hay biết gì về cái cuộc điện đàm này. Nhưng mà vào ngày hôm qua, thưa quý vị, Washington Post là tờ đầu tiên loan tin là Mike Pompeo có mặt, là nhân chứng có mặt trong cái cuộc điện đàm này. Và thưa quý vị, ngay lập tức thì ba vị chủ tịch của ba ủy ban Hạ viện này đã gửi thư, gửi ra một cái thông báo, trong đó bác bỏ, trong đó đáp trả cái lá thư của ông Mike Pompeo. Họ bảo rằng theo các truyền thông tường trình gần đây thì ông có mặt tham dự trong cái cuộc điện đàm đó, mà nếu như quả thật là đúng thì ông là nhân chứng trong cái vấn đề này. Và thưa quý vị, bất chấp cái lá thư của Mike Pompeo thông báo như vậy, nhưng mà có hai nhân vật hiện nay đã xác nhận với Quốc hội là họ sẽ ra điều trần. Đó là như Hương Nhan đã chia sẻ với quý vị, Kurt Volker. Kurt Volker là đặc phái viên về vấn đề Ukraine của Hoa Kỳ, người vào tuần trước đã nộp đơn xin từ chức. Và Volker cũng nằm trong danh sách mà năm nhân viên ngoại giao mà Hạ viện của Dân Chủ yêu cầu là Bộ Ngoại giao phải có lịch để cho họ ra điều trần. Theo đúng cái dự tính, nếu như theo đúng dự tính thì vào thứ Năm này Volker sẽ ra điều trần. Bên cạnh đó thì có bà Yovanovitch. Yovanovitch là cựu đại sứ Mỹ tại Ukraine, người lẽ ra
còn ở lại cái vị trí của mình thêm 2 tháng, nhưng mà bà bất ngờ bị chính phủ của ông Donald Trump triệu hồi lại về nước. Bà cũng liên quan đến trong vấn đề Ukraine. Thưa quý vị, ban đầu thì bà Yovanovitch cho biết là bà sẽ ra điều trần trong thứ tư tuần này, nhưng mà bây giờ cái phiên điều trần của bà thì được chuyển sang vào ngày 11 tháng 10, tức là vào cuối tuần sau. Và thưa quý vị, có một diễn biến hết sức bất thường. Đó là vào chiều ngày hôm nay, văn phòng tổng thanh tra của Bộ Ngoại giao, hay cụ thể ở đây là tổng thanh tra của Bộ Ngoại giao là ông Silinik, thông báo với Quốc hội, thông báo cụ thể ở đây là hai ủy ban của Hạ viện, ông yêu cầu một cuộc họp khẩn cấp. Và cuộc họp khẩn cấp này sẽ diễn ra vào chiều ngày mai, chiều thứ tư, tại Điện Capitol. Về vấn đề gì thưa quý vị? Đó là về những cái tài liệu thu được từ văn phòng cố vấn pháp lý của Bộ Ngoại giao. Và những tài liệu này được cho là có liên quan đến cái vấn đề, cái mối quan hệ giữa Bộ Ngoại giao liên quan đến việc sắp xếp cho ông Giuliani gặp gỡ các viên chức Ukraine. Bây giờ cụ thể thông tin như thế nào thì truyền thông chưa được biết. Cụ thể cái họp bất thường này, nội dung của cuộc họp này như thế nào thì truyền thông vẫn chưa được biết. Chỉ biết rằng vào ngày mai thì ông Linick sẽ có một cuộc họp khẩn cấp để báo cáo với hai ủy ban của Hạ viện. Và cái diễn biến này nó hết sức là bất thường. Và cái thời gian nó cũng bất thường. Cái tính chất nó bất thường. Thời gian thì quý vị biết là bây giờ Quốc hội đang nghỉ, đang ở kỳ nghỉ 2 tuần. Nhưng mà ông yêu cầu một cái cuộc họp khẩn cấp. Bây giờ quay trở lại những cái diễn biến vào sáng ngày hôm nay, thì quý vị biết là Tổng thống Donald Trump vào ngày hôm nay thì ông tiếp tục tấn công ông Adam Schiff là Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện. Bên cạnh đó, và ông cũng tiếp tục tấn công người tố giác, và ông tiếp tục nhấn mạnh lại ông có quyền, lẽ ra ông phải được gặp để đối chất với người tố giác của mình. Vào buổi trưa ngày hôm nay thì quý vị biết là bà Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Cộng hòa, bà bảo rằng bà trích dẫn lên mạng Twitter và bà trích dẫn một cái quan điểm, một cái ý kiến, và cho rằng những cái gì diễn biến đang xảy ra hiện nay thì cho thấy dân chủ không phải luận tội, mà dân chủ đang tìm cách đảo chánh, gọi là đây là một cú đảo chánh luật pháp. Và thưa quý vị, bên cạnh đó thì cũng có một vị thượng nghị sĩ Cộng hòa, ông cho biết là bây giờ ông đang dự tính sắp tới sẽ đưa ra một cái luật, mà luật này cấm tất cả những cái thân nhân cận huyết, chẳng hạn như vợ hoặc chồng, con cái, anh chị em của viên chức chính phủ, viên chức cao cấp ở trong chính phủ không được làm ăn với Ukraine, mà trong đó có ai, kể cả tổng thống, phó tổng thống, các viên chức cao cấp, các bộ trưởng. Và thưa quý vị, cái dự luật này không có nêu tên ai cả, nhưng mà mọi người đều biết rằng đang muốn lôi kéo sự tập trung vào ai, quý vị biết không? Đó là Hunter Biden, tức là con trai của ông Joe Biden, người có chân trong ban quản trị của công ty Burisma Holdings, một công ty năng lượng của Ukraine, mà công ty này trước đây từng bị ông cựu bộ trưởng bộ tư pháp Ukraine là ông Shokin, một người được cho là tham nhũng, đã điều tra. Và thưa quý vị, dân chủ lập tức phản pháo, bảo rằng đây thực ra là một trò mưu sát chính trị thì đúng hơn. Và nếu như mà quả thật thượng nghị sĩ Cộng hòa Kennedy đưa ra cái dự luật này, mà nếu ông muốn áp dụng cho tất cả các quốc gia khác, thì make sure, bảo đảm rằng là ông phải có kèm trong đó cả con cái của đương kim tổng thống Mỹ. Và thưa quý vị, cái màn tranh cãi cãi qua đấu võ mồm giữa dân chủ và Cộng hòa vẫn đang hết sức là gay gắt. Bây giờ các đồng minh của ông Donald Trump, bây giờ chúng ta thấy rõ ràng là họ, cái chiến lược của họ, thứ nhất là làm mất uy tín của người tố giác, bảo là người tố giác không có phải là người nghe, không có phải là first hand, tức là không có nghe trực tiếp, không có phải là nhân chứng trực tiếp trong cái cuộc điện đàm này, mà chỉ là second hand, nghe nói lại, thậm chí là third hand,
Và thưa quý vị, ngay trong chiều tối ngày hôm qua thì ông Tổng Thanh tra Cộng đồng Tình báo, ông Atkinson, đã lên mạng Twitter cảnh báo rằng những cái tố cáo của người tố giác không có phải là second hand, không có phải là third hand, mà ông ta có kiến thức trực tiếp, gọi là first hand knowledge. Và thưa quý vị, cái chiến lược thứ hai họ đưa ra, họ bảo rằng nó cũng dính hết đến chiến lược đầu, đó là người này, người tố giác chỉ nghe ngó nói lại mà thôi. Bây giờ chiến lược thứ hai tập trung vào là Tổng thống Donald Trump cái cuộc điện đàm này đâu có nói gì sai đâu. Ông không có hề gây áp lực cho Ukraine. Ông không có gì sai trái cả. Đây là hai chiến lược mà hiện nay các đồng minh của ông Donald Trump đang thực hiện một cách mạnh mẽ ở trên truyền thông, TV, truyền hình, radio rất là nhiều, và ngay cả ở trên mạng Twitter. Và thưa quý vị, trong khi Mike Pompeo cho rằng là các ủy ban của Hạ viện đang đe dọa, đang dọa nạt, đang bắt nạt các nhân viên của Bộ Ngoại giao, và các nhà lập pháp của Cộng hòa họ cũng hùa theo cái lá thư, giọng điệu của lá thư của ông Mike Pompeo, và Dân chủ họ cũng phản pháo, họ bảo là nếu như mà Tổng thống Donald Trump cũng như Mike Pompeo không có gì, không có làm điều gì sai trái, họ vô tội, thì tại sao họ không để cho nhân viên của mình ra làm nhân chứng, ra khai trước Quốc hội? Tại sao họ phải giấu giếm, họ tìm mọi cách giấu giếm thông tin? Họ đang dọa nạt dân chúng Mỹ, thưa quý vị. Như vậy là chúng ta thấy rõ ràng ngày hôm nay giữa Bộ Ngoại giao, giữa ông Mike Pompeo cũng như là với Quốc hội Hạ viện của Dân chủ thì có một cái cuộc đấu võ mồm về dọa nạt ai, cho đến giờ chúng ta vẫn chưa biết. Nhưng mà hai bên vẫn đấu đá nhau. Và thưa quý vị, tình hình chính trị Hoa Kỳ thì hết sức là căng thẳng, căng thẳng nhiều lắm. Mà quý vị có biết vào ngày hôm nay thì có một bản tin nhỏ, đó là Chris Collins, một vị cựu dân biểu thì đúng hơn, ở cái khu vực bầu cử của New York, ông đã rút khỏi cái ghế dân biểu liên bang, và sắp tới thì sẽ có một cái cuộc bầu cử đặc biệt, thưa quý vị. Và người này vào sáng ngày hôm nay thì đã ra tòa nhận tội, cái tội gọi là giao dịch nội gián. Ông được xem là người, thưa quý vị, tay trong nên có những cái thông tin về cổ phiếu của một công ty dược, và ông thông báo cho gia đình họ hàng của mình biết, bán tống bán tháo ra ngoài, trong khi đó thì các nhà đầu tư ở bên ngoài không có biết là công ty này thực sự đang có vấn đề. Và thưa quý vị, đây được xem là một trong những đồng minh đầu tiên của ông Donald Trump. Và thưa quý vị, ông Giuliani vào ngày hôm qua thì đã bị ba ủy ban của Hạ viện tống trác đòi và đòi tài liệu. Vào ngày hôm nay thì Giuliani thông báo là ông đang mướn luật sư đại diện. Luật sư đó là ai, thưa quý vị? Đó là ông John Sell. John Sell là công tố viên trong cái vụ Watergate. Và John Sell là một trong những cái tiếng nói mà nghi ngờ về cái cuộc điều tra của ông Robert Mueller. Và thưa quý vị, như vậy thì chúng ta thấy là Giuliani là luật sư tư của Tổng thống Donald Trump. Và bây giờ ông phải mướn luật sư cho mình. Và cũng như một lời nói đùa trước đây, khi mà ông Donald Trump mới nhậm chức, người ta bảo rằng trong cái nhiệm kỳ tổng thống của ông Donald Trump, và có lẽ là nghề luật sư là nghề hái ra tiền nhất, bởi vì các luật sư mướn lẫn nhau để đại diện lẫn nhau. Và thưa quý vị, có rất là nhiều bản tin ngày hôm nay mà tôi muốn chia sẻ với quý vị, nó không có mang tính chất chính trị, bởi vì chính trị thì ngày nào cái bản tin bây giờ, cái cuộc điều tra luận tội của Tổng thống Donald Trump thì nó càng ngày càng căng thẳng, và cái đấu đá nó căng thẳng hơn. Ngày hôm qua Nhân chia sẻ với quý vị là bây giờ Tổng thống Donald Trump, và cụ thể ở đây đó là Bộ trưởng Bộ Tư pháp hay là Tổng trưởng Tư pháp, ông William Barr, đã trực tiếp can thiệp, tức là đi ra bay qua Anh, bay qua Ý, và ông yêu cầu Donald Trump gọi điện cho thậm chí cả Thủ tướng Úc để hỗ trợ cái cuộc điều tra nguyên nhân, tức là cuộc điều tra ban đầu của FBI và ban vận động tranh cử của ông. Và thưa quý vị, chúng ta thấy rõ ràng chính phủ thì đang tìm cách chuyển sự chú ý qua những cái vấn đề khác, nhưng mà có lẽ lần này thì không có thành công, bởi vì bây giờ mọi sự chú ý đều đang dồn vào cái cuộc điều tra luận tội
của Hạ viện Dân Chủ. Nhưng mà vào ngày hôm nay thì quý vị biết là tờ New York Times họ đã lôi ra được một cái diễn biến mà xảy ra từ hồi tháng 3, cho thấy mà quý vị biết là vào lúc đó thì bà Bộ trưởng Bộ Nội an là bà Nielsen vẫn còn tại vị. Và vào lúc đó quý vị có nhớ là vào tháng 3 đã có lần ông Donald Trump từng tính là ngày mai yêu cầu đóng cửa biên giới ngay lập tức. Đó là hồi tháng 3. Nhưng mà có những cái thông tin chi tiết cụ thể trong cái diễn biến đó thì vào ngày hôm nay tờ New York Times họ mới lôi ra được, theo các nguồn tin bây giờ mới tiết lộ cho họ. Đó là trong cái buổi họp đó, ban đầu dự tính cái cuộc họp này nó chỉ kéo dài khoảng 30 phút mà thôi, nhưng mà cuối cùng cuộc họp nó kéo dài là 2 tiếng đồng hồ. Và ông Donald Trump vào lúc đó đã đưa ra cái ý kiến là ông muốn đóng cửa biên giới ngay lập tức vào trưa ngày hôm sau. Và cái ý kiến này ngay lập tức đã vấp phải sự phản đối, bởi vì đóng cửa biên giới ngay lập tức như vậy không thông báo trước thì nó sẽ gây ra sự hỗn loạn và xáo trộn rất là nhiều. Và cũng trong cái cuộc họp đó thì ông Donald Trump đã đưa ra ý kiến những cái giải pháp để ngăn chặn đoàn người di dân đang đổ về biên giới. Những cái giải pháp đó là bức tường đó thì gắn điện để cho người ta không có trèo qua được. Thứ hai là đào hào, thưa quý vị, đào hào rồi đổ nước rồi thả cá sấu, thả cá rắn vào đó nữa. Và thậm chí ông thúc giục của các cố vấn của mình tính lên cái chi phí ước tính là bao nhiêu. Và thưa quý vị, cái bản tin của New York Times cho thấy là cái tính khốc liệt ở trong cái cuộc chiến về biên giới như thế nào. Và một lãnh tụ của một cường quốc đã đưa ra những cái giải pháp như thế nào thì tùy theo mỗi quý vị đánh giá. Bây giờ quý vị có biết là có những bản tin mà Hương Giang bảo rằng là nó sẽ like Hương Giang up ngày hôm nay thì có rất là nhiều bản tin như vậy. Nhưng mà trước khi vào bản tin đó thì Hương Giang muốn chia sẻ với quý vị có một cái vụ án mà nó lôi kéo sự chú ý của quốc gia mà từ năm ngoái cho đến năm nay. Thưa quý vị, đó là vụ một nữ cảnh sát tại Dallas đã bắn hàng xóm của mình với lý do là đi vào lộn cái căn chung cư. Sự việc xảy ra vào ngày 6 tháng 9 năm 2018. Cảnh sát là Amber Kilger và Guy Gore. Và thưa quý vị, nữ cảnh sát này làm việc là nữ cảnh sát của ti cảnh sát Dallas, có thâm niên 4 năm. Và trong cái buổi tối hôm đó thì cô ta đã về cái căn chung cư của mình. Thay vì vào căn chung cư của mình ở tầng dưới thì cô ta lại đi lên tầng trên. Và theo lời của cô ta là khi cô ta rút chìa khóa để mở cửa cái căn chung cư mà cô ta tưởng là căn chung cư của mình, căn nhà của mình, thì khi vừa đưa chìa khóa vào thì cái cửa nó bật ra, thực ra là cửa nó không có đóng. Và mở cửa ra ở trong phòng thì cô ta thấy một hình người lù lù. Và cô ta đã bắn vì nghĩ rằng đã có người vào chung cư của mình, đã có kẻ đột nhập vào chung cư của mình. Thưa quý vị, người đó là ai? Vô Thêm Chin, một người da đen vô tội. Thực ra nạn nhân thì ở trên tầng trên, còn căn chung cư thực sự của nữ cảnh sát này thì ở tầng dưới. Và cái phiên tòa nó diễn ra trong mấy ngày hôm qua. Vào ngày hôm nay thì tòa đưa ra phán quyết. Thưa quý vị, bồi thẩm đoàn đưa ra phán quyết là nữ cảnh sát này, người phụ nữ này có tội trong việc sát hại nạn nhân Jean. Và cái bản án của cô ta thì có thể lên đến cao nhất là lên đến 99 năm tù. Và thưa quý vị, trong những ngày vừa qua tại cái phiên tòa thì nữ cảnh sát này cho biết là cái ngày làm việc đó là một cái ngày làm việc dài, cho nên cô rất là căng thẳng và mệt mỏi khi đi về. Và cô đậu xe ở trong cái bãi đậu xe, cái tầng đậu xe, bởi vì cô bảo rằng trong cái bãi đậu xe đánh dấu không có rõ ràng. Thay vì vào bãi đậu xe trong cái tầng nhà của mình thì cô lại lên cái bãi đậu xe ở tầng trên. Và đi về theo thói quen vào đúng cái căn nhà thứ mấy đó, một tay thì xách giỏ cơm trưa, một tay thì cầm cái áo vest chống đạn. Và chính vì vậy khi mà cô mở cửa ra thì cô nghĩ có người đột nhập.
Nhưng mà các luật sư biết, thưa quý vị, các luật sư đại diện cho nạn nhân cho rằng vào ngày hôm đó Jean đang ngồi thưởng thức món kem, đang ngồi ăn kem, đang ngồi trên ghế sofa của mình ăn kem, bật tivi coi, phòng tắt điện, đang một cách rất là enjoy, thì bỗng thấy cửa mở ra. Và cũng theo lời nữ cảnh sát này thì cô nghe tiếng hey hey hey, tức là người đàn ông này cũng tỏ ra hết sức là bất ngờ. Và thưa quý vị, không rõ là đây vô tình hay cố ý, không rõ đây thực sự là đúng quả thật là tai nạn như nữ cảnh sát này bảo hay không, nhưng mà một mạng người đã mất. Và thưa quý vị, gia đình nạn nhân vào ngày hôm nay họ tỏ ra vui mừng, bởi vì thứ nhất họ không thể lấy lại mạng sống người thân của mình, và đây được xem là một người đàn ông làm việc cho công ty kiểm toán, anh là kế toán ở công ty kiểm toán PricewaterhouseCoopers, một công ty kiểm toán quốc tế rất là nổi tiếng, và tại đây đồng nghiệp rất là thương mến người đàn ông này. Mạng sống của con người không có lấy lại được, nhưng mà ít nhất họ cũng tìm ra được công lý. Thưa quý vị, vào ngày hôm nay là ngày mà đám tang của ông Edward Pearson, 80 tuổi, một cựu chiến binh của Hoa Kỳ. Đám tang của ông diễn ra tại một nghĩa trang quốc gia ở Florida. Vấn đề là quý vị biết, ông mất vào hồi tháng 8. Và ông là một cựu chiến binh sống rất là cô độc, chỉ có một số ít bạn bè đồng nghiệp trước đây, một người rất là vui tính, nhưng ông không có bất cứ một thân nhân nào còn lại. Và khi ông qua đời thì nhà tang lễ đã gửi ra một cáo phó và kêu gọi mọi người, nếu có thời gian thì hãy đến dự đám tang của ông. Và quý vị có biết cái đám tang của ông ngày hôm nay bao nhiêu người không quý vị? Hơn 1.000 người đã đến, hoàn toàn là những người lạ mặt. Và khi mà người ta ghi danh và có con số nó đông như vậy thì nhà quan buộc phải dời lại ngày tang lễ, và để họ tìm một cái địa điểm rộng lớn hơn. Và thậm chí vào ngày hôm nay khi tang lễ diễn ra, họ cũng phải delay, họ cũng phải hoãn lại, bởi vì thưa quý vị, người ta đến đông quá, không có chỗ đậu xe và traffic thì bị kẹt. Và tang lễ của ông Pearson đã được diễn ra theo nghi thức quân đội rất là trang trọng, có nổ súng tiễn biệt, có gấp cờ, có kèn và có cả thả bồ câu. Và một số bạn bè, số ít bạn bè thân thiết của ông, họ thật bất ngờ và họ chỉ có biết khóc. Họ bảo nếu mà ở nơi chiến suối ông bây giờ có lẽ là sẽ rất là vui khi thấy cả ngàn người, hơn hàng trăm người đã đến, toàn những người lạ mặt để đưa tiễn ông đi. Thưa quý vị, bản tin này nó cũng lan trên dân lắm. Mà quý vị biết là có một bản tin, đó là vào ngày hôm nay thì cái phiên tòa mà xử cái vụ bắn một người đàn ông gốc Việt ở Oakland cách đây hơn một năm đã bắt đầu. Thưa quý vị, vào ngày 26 tháng 8 năm 2018 thì đã có một vụ nổ súng xảy ra tại một tụ điểm cờ bạc. Cái sòng bạc này là sòng bạc, cái cơ sở này là cơ sở bài bạc bất hợp pháp ở đường International Oakland. Và có hai người, đó là Chambers cùng với một người bạn đã vào đây chơi. Và khách ở trong sòng bạc họ bắt đầu tỏ ra báo động, tại vì Chambers có cầm theo súng. Và ngay lập tức sòng bạc đã gọi điện cho một sòng bạc khác gần đó chi viện nhân viên an ninh. Và nhân viên an ninh từ phòng sòng bạc đó đã đến và yêu cầu Chambers cùng bạn anh ta phải đi ra ngoài. Hai người này đi ra ngoài, nhưng mà ở bên ngoài thì Chambers đã nổ súng và đã sát hại Xin Hoàng, thưa quý vị, 32 tuổi. Và trong cái phần mở đầu vào ngày hôm nay thì luật sư biện hộ cho Chambers bảo rằng thừa nhận là thân chủ của ông ta quả thật đã bắn nạn nhân, nhưng mà đó là hành vi tự vệ. Trong khi các công tố viên cho rằng lẽ ra Chambers, người đàn ông này, nghi can này cùng với bạn, như bạn của anh ta là bỏ đi, nhưng mà anh ta lại chờ lại, nán lại và nổ súng chỉ vì chạm từ ái, bị tống cổ ra ngoài đường. Nhưng mà luật sư bảo rằng
băng hình giám sát cho thấy là hai người đàn ông này mặc dù Chamber có cầm súng vào, nhưng mà anh ta không, hai người không có một biểu hiện gì, không có hành vi gì bất thường. Thứ hai, khi được yêu cầu ra ngoài thì ra ngoài không chống cự, không cãi, không rút súng, im lặng ra ngoài. Nhưng mà khi ra ngoài, theo lời luật sư biện hộ, là các nhân viên bảo vệ từ sòng bài bên kia, trong đó có Xin Hoàng và một người Việt Nam nữa, Anthony Lê, thì một người cầm súng, Xin Hoàng thì cầm một cái cây kim loại, một cái thanh kim loại. Và vì như vậy mà anh ta cảm thấy mình đe dọa, và ngay trong cái giây phút đó anh ta đã đưa ra quyết định là anh ta không có để cho những người này hành hung mình, cho nên anh ta đã nổ súng. Bên cạnh đó thì trong cái vụ án này, Chamber cũng là được xem là nạn nhân, bởi vì anh ta cũng bị Anthony Lê bắn. Thưa quý vị, và phiên tòa chỉ mới bắt đầu ngày hôm nay. Nhưng mà bản tin cuối cùng trong phần tin ngày hôm nay, đó là một bản tin mà Hương Giang bảo là cũng light me up. Đó là quý vị biết, Hương Giang vẫn thỉnh thoảng trong các chương trình của mình cũng nói về cái vấn đề người homeless. Quý vị có biết tại một nhà ga xe điện ngầm ở LA, ở Los Angeles, có một người phụ nữ bà 56 tuổi homeless, vô gia cư. Và quý vị biết là bây giờ người phụ nữ này nổi tiếng bởi vì một cái giọng hát, một giọng rất là hay, một giọng opera rất là hay, đã được một viên cảnh sát LA ghi hình lại và gửi lên mạng. Và bây giờ cái băng này nó thu hút sự chú ý và nó lan truyền với một tốc độ chóng mặt. Và nó đã dẫn đến cái kết cục là người ta đã mở một cái trang GoFundMe, một cái trang gây quỹ với mục tiêu là 50.000 Mỹ Kim. Chiều hôm nay nhâm vào thì đã hơn 41.000 Mỹ Kim rồi, để giúp người phụ nữ này. Cách đây 30 năm, bà từ Nga sang Mỹ. Bà là một người được huấn luyện đào tạo chuyên nghiệp về violin và về piano. Và bà dạy nhạc, thưa quý vị, bởi vì bà được đào tạo chuyên nghiệp, bà dạy nhạc. Nhưng mà bà cũng, sức khỏe của bà cũng không có ổn định. Và chính vì vậy bà phải làm nhiều cái công việc khác nhau ngoài cái việc dạy nhạc để mưu sinh. Nhưng mà cái bill đó, những cái hóa đơn y tế thì nó quá sức là nặng nề. Một trong những cái việc làm kiếm thêm là bà mang cái violin của mình đi ra đường đánh đàn để xin sống nhờ lòng hảo tâm. Cách đây, thưa quý vị, mấy năm thì cái cây đàn violin quý báu của bà trị giá 10.000 đô đã bị kẻ trộm lấy mất. Và từ đó bà không có nhạc cụ để mưu sinh nữa, và bà bị đẩy ra khỏi đường, khỏi nhà và trở thành người homeless. Và bây giờ bà đang sử dụng, mặc dù bà không được đào tạo bài bản về giọng hát, về thanh nhạc, nhưng mà bà đã dùng cái tài năng của mình để hát. Thưa quý vị, bà hát ở trong Guardian LA và nhiều người qua đường đã cho tiền, và một viên cảnh sát tình cờ chứng kiến được và đã thu âm lại và đăng trên mạng Twitter. Và chính vì vậy cái đoạn băng này nó được go viral. Và trong ống kính truyền hình mới đây thì bà đã khóc và bảo là bà biết ơn viên cảnh sát này vô cùng, bởi vì nếu như mà viên cảnh sát này đã không có ghi lại thì có lẽ là người ta đã không có biết đến giọng hát của bà, và có lẽ là bà sẽ không có được may mắn như vào lúc này. Thưa quý vị, người đứng ra tổ chức cái trang gây quỹ GoFundMe cho biết là toàn bộ số tiền sẽ được giúp để cho bà bắt đầu lại cuộc sống của mình. Và đây cũng là câu chuyện mà Giang nói là light me up ngày hôm nay. Và thưa quý vị, hy vọng là những cái bản tin như vậy nó sẽ làm nhẹ cái tình hình chính trị căng thẳng tại Hoa Kỳ. Và một lần nữa cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Kính chúc quý vị một buổi tối ấm cúng. Có thời gian hãy vào báo calitray.com hoặc là truyền hình Việt Nam. Xin chào, xin hẹn gặp lại.